Tanjiro là một trong nhiều thanh niên trong truyện, cứ bị đánh gục thì lại nhớ về quá khứ. Cơ mà nhớ về quá khứ lại có hai dạng. Đối với quỷ thì đa phần là kỷ niệm cuối trước khi chết, hoặc để chúng an nhiên chết mà không phải hồi sinh nữa. Chứ không có quá khứ thì Akaya với cụ nhất đã đấm không chừa thằng nào. Dạng thứ hai là nhớ về quá khứ bút full sức mạnh, khiến cho những người thuộc phe chính diện trở nên bất khả chiến bại ngay sau khi thức dậy. Tất nhiên Tanjiro cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi lần bị đánh cho gục ngã thì ký ức gia đình lại tràn về, bút sức mạnh cho cậu ta đánh cho đối thủ không kịp thở, dù cho kẻ đó mới hạ gục cậu một cách dễ dàng xong. Mà ở trong chuyện này Tanjiro nhớ về quá khứ hơi bị nhiều.